Ơi, hướng dẫn tải phần mềm Yoshi Yoshi trên điện thoại nha. Vô App Store tìm kiếm chữ Yoshi, chọn Insert ha, test. Rồi chờ nó tải về. Em chọn Open. Rồi khi mở lên là nó bắt mình đăng ký một cái tài khoản mới xài được. Thì mình chọn vô chỗ Register nè. Đánh email vô. Email của mình vô nè. Rồi cái mật khẩu này á là gồm phải có 8 ký tự và phải có chữ và số nha. Thì đây mình chọn đánh gì cũng được. 6. Chỉ 8 ký tự thôi. Rồi chọn để ta. Cái này là tại mình đăng ký rồi. Còn nếu bạn đăng ký đấy thì nó thành công, giờ mình log in vô luôn. BC1345 rồi lắp anh vô. Dạ lắp anh vô nó sẽ ra cái giao diện Develop này. Develop bấm vô dấu cộng để mình thêm camera mới ha. Nó gặm cái camera vô đi cho nó khởi động lên đi. Đó, cái camera nó khởi động lên á. Rồi mình chỉ các bạn cách cài wifi cho nó luôn. Chờ nó kêu tiếng beep á. Đó, nghe không? Để beep vậy đó mới được nha. Rồi. Beep nè. Rồi bắt đầu nhập vô dấu cộng nè. Chọn ADV ha. Chọn Smart lên. Đánh password wifi của mình vô. Rồi kiểm tra coi nó đúng không. Rồi mình bấm đo. Nét. Nét. Nè. Rồi giờ chỉ có ngồi chờ thôi. Nhớ là cái này mình phải mở cái volume điện thoại mình lớn lên nha. Chứ bạn mà không để volume là nó không bắt được đâu. Chờ đợi là hạnh phúc. Đó, nó báo vậy là nó cài được á. Rồi.
Rồi tới nay mình sẽ nhập cái tên camera mình đặt đặt nó cái nào cũng tên được, mình đặt cam. Rồi bát quần mặc định của nó là 123, 123 nha. Rồi đây chọn sale nè, sale đó. Rồi muốn xem mình bỏ vô đây xem. Ừ, quay qua quay lại quay tới quay lui. Thôi vậy nha, cảm ơn các bạn. Mình nói sơ về cái Yoshi thôi.